Trịnh Quang Vinh, tiền đạo từng không ít lần làm báo giới tốn nhiều giấy mực khi đột ngột tỏa sáng như một thần đồng bóng đá Việt, rồi trải qua khá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Giờ đây, dù đã ở cái tuổi ngoài 30, nhưng Quang Vinh vẫn tiếp tục sống với đam mê chơi bóng chuyên nghiệp trong màu áo Sài Gòn FC cùng hai người đồng đội ở lứa thể công 1987 là Ngọc Duy và Quốc Long. Thì bản thân tôi thì mẫu tiền đạo cũng không phải là cao to, mình thì nhanh nhẹn, đã vào trong sân thì hậu vệ nào mình cũng phải đối đầu, làm sao mình phát huy hết cái khả năng của mình. Quang Vinh từng nằm trong lứa cầu thủ 1987 của thể công rất được kỳ vọng, được cử sang Bulgaria tập huấn 6 tháng. Vinh dự lắm, cũng cảm lứa đi tập huấn, chung là tự hào, không biết như nào, nhưng mà phải sao sang đấy phải sao vậy? Anh em cố gắng sao phải làm một cái gì đấy, nên lúc mà người ta cho mình sang đấy mình về mình hy vọng mà mình làm gì cho đội bóng. Những ngày tháng ở bên đấy thì cho tôi và các đồng đội thì nó được đấy là cái tinh thần mà có sát thi đấu, ăn giúp anh em có cái bản lĩnh thi đấu hơn. Tài năng của anh nhanh chóng được thừa nhận khi trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc lứa đó được đưa lên đội 1, tăng cường lực lượng cho chiến dịch thăng hạng V-League. Không phụ lòng mong đợi, Quang Vinh đã tỏa sáng rực rỡ, ghi được 13 bàn thắng, đoạt danh hiệu vua phá lưới, góp công lớn giúp thể công vô địch giải hạng nhất quốc gia năm 2007, giành quyền thăng hạng V-League năm 2008. Đã có những thời điểm, Trịnh Quang Vinh được đánh giá nằm trong số các tiền đạo triển vọng nhất Việt Nam. Tôi nghĩ là trẻ nên bọn tôi lên thì cứ thế là chỉ muốn là vào sân để thể hiện và chiến khát khao, thể hiện cống hiến hết mình cái khát khao của mình. Tại vì một mình mình lên thì cũng nhiều khi lên thì cũng trẻ mà cũng không nghĩ là được thể hiện như thế, nên là nhiều khi vào sân là bọn tôi cứ chiến đấu hết mình. Với bệ phóng từ danh hiệu vua phá lưới và những kỹ năng ghi bàn khá ấn tượng, những tưởng sự nghiệp của Quang Vinh sẽ thăng hoa. Tuy nhiên, mùa đầu tiên cùng thể công dự V-League năm 2009 cũng là mùa giải đáng quên. Sự xuất hiện của ngoại binh khiến cơ hội ra sân của Quang Vinh không nhiều, và đó là lý do khiến Vinh bắt đầu sa sút phong độ. Lúc đấy là hầu như các đội cũng tận dụng tiền đạo ngoại, nên tôi cũng một phần bị hạn chế. Thời điểm ấy thì cũng hơi khó khăn, cũng không biết là lên tập tiền đạo hay là về vị trí tiền vệ. Cái thời điểm 2008 là lúc mà đá V-League thì cũng một thời gian thì cũng suy nghĩ, sau này thì cũng quyết định là thôi mình về chơi vị trí tiền vệ cho mình có sự cạnh tranh hơn là đá tiền đạo. Bắt đầu có cầu thủ ngoại vào thì cái vị trí mà Vinh chơi thì ở các câu lạc bộ thường hay sử dụng các cầu thủ ngoại, nên là Vinh cũng không có nhiều cơ hội để thi đấu nhiều. Cuối mùa 2009, thể công rớt hạng và chuyển giao cho Thanh Hóa, đánh dấu quãng sự nghiệp đầy thăng trầm của tiền đạo này khi trải qua nhiều câu lạc bộ. Nhưng ở môi trường nào cũng vậy, kỹ năng và những phẩm chất được chui rèn trong màu áo thể công ngày nào luôn giúp anh ít nhiều khẳng định được giá trị bản thân. Kể cả tập luyện lẫn thi đấu, mình phải chiến đấu hết mình vì hồ cờ chẳng hạn. Hiện tại trong màu áo Sài Gòn FC, ở bên kia sườn dốc nên việc không được ra sân thường xuyên là điều Quang Vinh chẳng e ngại. Quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu của anh không bao giờ mất đi khi được chào cơ hội. Đến thời điểm bây giờ thì
Vinh vẫn làm được những cái gì mà Vinh có mỗi khi được vào sân. Điển hình như như hiện tại đây về Sài Gòn đã thi đấu, mặc dù thi đấu rất là ít, 2 trận đấu thôi, nhưng mà mỗi trận đấu ghi 2 bàn. Quang Vinh từ trẻ đến giờ thì đến hiện tại thì Quang Vinh vẫn giữ được cái sinh hoạt cũng như cái phong cách từ hồi xưa đến giờ. Quang Vinh rất là chỉn chu, rất là cố gắng trong tập luyện, lúc nào cũng hết mình, là một người bạn, là một người đồng đội rất là nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Đến cái thời điểm hiện tại thì Vinh lúc nào, kể cả Vinh không được thi đấu hay là thi đấu, Vinh vẫn giữ cho mình những cái phong cách như thế. Người thầy công là vậy, dù đi đâu cũng để lại những hình ảnh đẹp về tính kỷ luật, tinh thần chiến đấu hết mình trên sân. Mong sao là các em sau này hoặc đến bệnh hoặc bây giờ lúc nào cũng trong tim mình có sức chiến đấu, chiến binh ấy, nói thể công chiến binh ra sân hết mình.